Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học thêm một động từ khiếm khuyết là động từ may Theo chúng ta hiểu nghĩa là có thể Chúng ta có dạng hiện tại thì sẽ là may và phụ định là may not Ngoài ra còn có cách viết tắt là mayant Tuy nhiên cái cách viết tắt này người ta rất là ít dùng nha các bạn Và dạng quá khứ của may sẽ là might và phụ định sẽ là may not Và có viết tắt là mayant tuy nhiên cũng ít dùng luôn và sau may hoặc là might thì động từ chúng ta sẽ là động từ nguyên mẫu không tu không phép in không cái gì hết ha các bạn. Ví dụ như là you may come if you want là bạn cứ đến đi nếu như mà bạn muốn ha, có thể đến nếu như bạn muốn. Thì các bạn thấy là động từ may là động từ khiếm khuyết và sau may thì chúng ta sẽ có động từ come là động từ chính của câu là giữ nguyên và chúng ta có là may cộng động từ nguyên mẫu thì thông thường chúng ta dịch là có thể làm cái điều gì đó. Tuy nhiên thì trong một số tình huống thì các bạn à, có thể hiểu theo nghĩa là được phép làm cái gì. Nó sẽ tương đương với cái động từ allow và chia ở dạng bị động là be allowed to verb ha. Giống như ví dụ câu dưới đây là you may do it là thông thường chúng ta sẽ dịch là bạn có thể làm nó ha. Thì trong một số tình huống thì chúng ta vẫn áp dụng được theo nghĩa là được phép làm là anh có thể làm được uh, anh được cho phép làm điều đó thì nó sẽ tương đương với cái câu là you are allowed to do it. Thì các bạn thấy là trong trường hợp này cái may do này nó sẽ tương đương với are allowed to do ha. Chúng ta đã học cái động từ khiếm khuyết là can là có thể Thì đóng chức năng là làm trợ động từ chứ không thể đứng một mình làm động từ chính của câu được Và cái may này cũng vậy cũng là một cái động từ khiếm khuyết và làm trợ động từ thôi ha Và sau đó chúng ta sẽ cộng với một động từ nguyên mẫu Thì cái động từ đó là sẽ là động từ chính của câu Ví dụ như các bạn viết câu là you may go now là bây giờ anh đi được rồi đó là các bạn thấy là cái từ may rồi đến động từ câu Chứ không thể viết một cái câu là you may rồi chấm câu được ha Rồi ý nghĩa đầu tiên của cái từ may này là biểu thị cái sự được phép có thể làm gì đó cho được phép do được phép ha nó tương tự giống như cái cụm là be allowed to verb hồi nãy vậy á I may go home today là hôm nay tôi có thể về nhà được rồi và tôi được phép về nhà vào ngày hôm nay hoặc là cái câu là he may use my dictionary là anh ta có thể là dùng cuốn từ điển của tôi được hoặc là anh ấy được phép sử dụng cuốn từ điển của tôi hoặc là he said that she might go that day là anh ta nói rằng là hôm nay cô ấy có thể đi được hoặc là hôm nay có thể là được phép đi Chúng ta có cái cấu trúc câu là may I là cũng giống như can I các bạn thì nó dùng trong cái câu là để xin phép là đề nghị làm cái gì đó. Chúng ta có học ở trong cái video về can rồi ha. Ví dụ như câu là may I open the door hoặc là can I open the door là tôi có thể mở cái cửa được không? Hoặc là you may come if you like hoặc là you can come if you like là bạn có thể đến nếu như mà bạn muốn. Thì cái may này á thì được dùng như là một lối nói lịch sự hoặc là trang trọng để xin phép và cho phép làm cái gì đó thì chúng ta thường dùng cái may trong lời Người viết hoặc là trẻ em thì thường dùng để xin phép người lớn ha còn đa số thì chúng ta thường dùng cái can hoặc là một số trường hợp lịch sự thì chúng ta sẽ dùng là could nói chung là cái mức độ mà xếp từ mức độ là lịch sự trang trọng thì chúng ta sẽ dùng can rồi đến could và đến may ha các bạn cái từ could là một từ lịch sự và trung tính là được dùng hầu hết trong các lời yêu cầu đó, còn may thì chúng ta sẽ cực kỳ trang trọng hơn và dùng trong văn viết để cho nó hay ha và cái nghĩa thứ hai của từ may là chỉ khả năng có thể xảy ra một cái điều gì đó. Giống như cái từ can mình cũng có một cái mục nghĩa như thế này. Và tất nhiên là cái nghĩa này thì nó sẽ không bằng với cái nghĩa là be allowed to verb nha các bạn là được cho phép làm cái gì nha. Nãy mình phân tích là chỉ là cái nghĩa đầu tiên của cái từ may là được phép làm gì đó, còn nghĩa thứ hai của nó là sẽ là khả năng có thể xảy ra một cái điều gì đó là possibility ha các bạn. Ví dụ như là he may come today là hôm nay em ta có thể đến thì có thể đến hoặc là không chẳng hạn ha, chứ không phải là uh, nếu như mà dịch theo cái nội dung thứ nhất á, thì có thể là um, hôm nay em ta được phép đến. Đó. À, cho nên các bạn cần phải căn cứ vào cái tình huống sử dụng cái câu đó thì chúng ta sẽ hiểu nghĩa câu đó như thế nào phù hợp nhất ha Hoặc là câu thứ hai là she said that he might be late that night Là cô ta nói rằng là đêm nay em ta có thể muộn Là cái câu này đang là dùng câu tường thuật đó các bạn cho nên các bạn thấy là cái từ that night là nó là của từ tonight ha Uh, rồi, và take your raincoat, it may rain là đem theo mưa đi, trời có thể mưa đó thì mưa hoặc là không Có thể mình hiểu như kiểu như là khả năng có thể xảy ra điều gì đó là 50-50 kiểu như vậy ha Thì thường ở trong trường hợp này á, thì chúng ta muốn thể hiện ý phụ định thì các bạn có thể dùng là cannot chứ ít khi người ta dùng mây nó ra nếu như khẳng định thì các bạn dùng mây là có thể điều gì đó sẽ xảy ra còn nếu như phủ định là không thể thì người ta dùng khen thực ra là nếu mà dùng với cái nghĩa là khả năng một điều gì đó có thể xảy ra thì các bạn có thể luân chuyện khen hoặc là mây cũng được nha à, ví dụ như câu dưới đây the news may be true of course dĩ nhiên là cái tin đó có thể đúng hoặc hoặc là không The news can't be true Tin đó không thể nào đúng được Thì trong câu này là người ta đang dùng dạng phụ định này các bạn Thì người ta không dùng là may not Thậm chí là may and ha. Người ta có thể dùng can't Thì nó thông dụng hơn Chứ chứ nếu mà các bạn dùng may not Thì nó không bị sai đâu nha các bạn ha. Các bạn vẫn dùng được He may be there là, Có thể là anh ta ở đó đó Hoặc là He can't be there The door is locked là anh ta không thể ở đó được cái cửa khóa mà Ha. Thì nói chung là hai cái này thì các bạn nếu mà dùng với nghĩa là điều gì có thể xảy ra thì các bạn có thể dùng nó tương đương nhau Và chúng ta cũng có một cách sử dụng của may not là phụ định nữa các bạn Là diễn tả sự cấm đoán Và sau này các bạn cũng học một cái động từ khiêm khuyết là must là cũng là cấm luôn Tuy nhiên là cái mức độ của cái từ may thì nó nhẹ hơn một chút ha Ví dụ như câu là you may not smoke here là bạn không được hút thuốc ở đây Tuy nhiên nếu như mà cố luồn lết hay như thế nào thì đôi khi các bạn còn hút được ha. Còn ví dụ như các bạn đã sử dụng cái từ must là cấm, cấm tiệt luôn là nhiều khi là người ta thấy bạn hút là nhiều khi các bạn bị phạt hoặc là bị đuổi ra ngoài hay sao đó ha. Uh, people may not pick flowers in this park là mọi người không được uh, hái hoa bậy kể ở trong công viên. Hỏi đó thì các bạn thấy là nếu nhấn mạnh hơn thì ta dùng must not ha vậy cho nên là giống như phân tích hồi nãy thì trong trường hợp nếu các bạn sử dụng điều gì không thể xảy ra thì chúng ta có thể ưu tiên dùng can't để tránh nhầm lẫn với cái may not này cũng được ha ngoài ra may hoặc là might là quá khứ ha thì có thể dùng để diễn tả một lời mong ước chúc tụng đó ví dụ như may all your dreams come true là chúc cho tất cả ước mơ của bạn trở thành hiện thực thì trong câu này người ta đang sử dụng cái từ may uh, rồi đến là dreams là cái này đang kiểu như là đạo ngữ các bạn trở lên trước rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ không ha thì người ta đang dùng may ở dạng hiện tại và câu thứ hai he hoped that we might have a very happy holiday là anh ta chúc cho chúng tôi có thể có một cái kỳ nghỉ thật là vui thế bạn thấy trong câu này người ta sử dụng might vì cái ngữ cảnh của câu này đang ở dạng thì quá mạng thì quá khứ này các bạn động từ hoped đó là đã hy vọng rằng ha nó quá khứ cho nên các bạn cũng dùng luôn cái từ might chứ không phải là may Ngoài ra cái may hoặc là might này á, thì có thể dùng ở trong cái mệnh đề uh, so that, in other that hoặc là that ha, à? nghĩa là cốt để mà, để mà làm cái gì đó thì các bạn nhấn mệnh thêm ở cái mệnh đề này để chỉ mục đích. Ví dụ như là he's working late tonight uh, so that he may be able to go to the football match tomorrow là tối nay anh ta sẽ làm việc đến khuya để mà ngày mai em ta có thể đi đến trận uh, trận đấu bóng đá. Thì các bạn thấy trong câu này người ta dùng cái mệnh đề sâu đát để mà này và sau đó là một cái một mệnh đề chỉ mục đích là em ta có thể đến được cái trận bóng đá ngày mai thì he may be able to là các bạn thấy là chúng ta có một cái cụm mà be able to ở đây chúng ta đã xem cái video là so sánh giữa can với lại be able to ở video trước này ha thì chúng ta thấy là cái be able to thì chúng ta có thể linh động ở tất cả các mạng thì và kết hợp với các động từ khác cho nên ở đây người ta kết hợp là vừa mây là có thể nè đó rồi trợ cho cái động từ là be able to rồi lại đến câu nữa đó nó ghép lại với nhau thì nó nhấn mạnh thêm ha còn không các bạn là dùng so that hay rồi đến là uh, can go to cũng được mà dùng cái dạng là will be able to cũng được thay vì dùng cái will thì người ta dùng may để nhấn mạnh là em ta có thể đến ha các bạn thấy là uh, cái việc sử dụng cái động từ khiếm khuyết hoặc những cái cụm động từ thay thế nó rất là linh động luôn hoặc là câu ví dụ thứ hai she was studying English that she might read English novels uh, cô ta đang đã, đã đang học tiếng Anh rất là chăm đó để mà cô ấy có thể đọc những cái cuốn tiểu thuyết là bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì con trong này là chúng ta sẽ có cái mệnh đề chỉ mục đích là that để mà ha cốt để mà làm cái gì đó thì ở sau các bạn dùng là that này she might là rồi đến động từ read hoặc là các bạn dùng cái động từ là that she read cũng được để mà cô ấy có thể đọc tuy nhiên là uh, để mà cô ấy đọc ha thì tuy nhiên là các bạn dùng cái từ might thêm thì nó sẽ hay cái câu hơn hoặc là nó nhấn mạnh thêm một chút vì nó có trợ mà thì dùng thêm một cái trợ để bổ ngữ cho một cái động từ thì nó sẽ hay hơn nếu như các bạn chỉ dùng cái động từ chính ở trong câu đó ngoài ra là may mai thì cũng thường được dùng trong cái mệnh đề trạng ngữ nhượng bộ kiểu như là tương mệnh đề tương phản nha các bạn nhưng mà đó, tuy nhưng ha ví dụ như là he may be poor but he is honest là anh ta tuy nghèo đó nhưng anh ta là người trung thực thế là cái may be poor though he is poor các bạn dù anh ta nghèo hơn đâu chứ không phải là nha uh, thì các bạn thấy trong câu này á các bạn viết cái câu là though he is poor rồi đến he is honest cũng được hoặc là các bạn dùng lại cái câu là he may be poor rồi đến but rồi đến he is honest hoặc viết lại một câu bình thường hơn nữa là he is poor. Anh ta nghèo, but he is honest cũng được. Chẳng qua các bạn thêm cái từ may vào thì nó sẽ làm cái câu tương phản của bạn hay hơn. Rồi, try as he may, he will not be able to pass the examination. Là dù cố gắng đến vậy đi nữa thì nhưng anh ta vẫn không thể đổ được kỳ thi đâu. Các bạn thấy uh, try as he may này, cố gắng này như anh ta có thể, ha, đó là cố gắng đến vậy. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải là các bạn dịch cái Tuy nhiên cũng được hoặc là nhưng anh ta sẽ không thể các bạn thấy là cái cụm là will not be able to nữa ha à, thì cái dùng cái khen thì chỉ dùng được hiện tại could thì quá khứ còn cái be able to á, thì nó có thể lên động ở tất cả các bạn thì quá khứ hiện tại tương lai ở đây các bạn dùng nghĩa là sẽ có thể ha sẽ không có thể đây là phủ định nha thì các bạn dùng là will not rồi đến là be able to rồi đến động từ pass là giữ nguyên sau tu và các bạn có cách sử dụng tiếp theo là may cộng với half PP là may cộng một cái động từ ở dạng hoàn thành nha các bạn à, thì chúng ta sẽ diễn tả sự hoài nghi một cái việc gì đó mà không chắc chắn không có thể xảy ra hay không mà nhưng mà ở trong quá khứ này nha các bạn nếu như các bạn học là những cái động từ khiếm khuyết mà rồi đến cộng một cái động từ thường giữ nguyên á thì mình chỉ hiểu đơn giản là nó sẽ uh, mang với một, cái, với một cái nghĩa đơn thuần của nó thôi ví dụ như có thể hoặc sẽ hay là như hoặc là phải ha còn khi mà nó đã cộng với một cái dạng là have cộng với PP thì các bạn phải biết là cái sự việc đó nó đã xảy ra ở trong quá khứ rồi và tùy thuộc vào cái ý nghĩa của cái động từ khiếm khuyết đó là có thể phải hoặc nên hay như thế nào đó mà chúng ta dịch thêm thôi chứ còn chắc chắn là cái đã cộng thêm cái dạng hoàn thành là have a baby thì hẳn là cái việc đó nó phải xảy ra trong quá khứ rồi ha. Thì ở đây là chúng ta cộng thêm cái may thì nó diễn tả sự hoài nghi và không chắc chắn. Ví dụ như là he may have gone là anh ta đã có thể là đi đã đi rồi là mình đoán thôi các bạn. À, kiểu như 50 50 á, có thể đi rồi ha hoặc là đến giờ sự thật là không chẳng hạn tuy nhiên mình đoán ví dụ như cái này là sự việc ở trong quá khứ ví dụ ngày hôm qua thì mình đoán là đôi khi ngày hôm qua em ta đã đi rồi thì các bạn dùng he may have gone ha hoặc là một cái câu các bạn viết lại tương tự như là it is possible that he went đó có thể là em ta đã đi thì hai câu này nói nội dung tương đương chẳng qua là cái kết vết nó khác nhau thôi các bạn hoặc là câu thứ hai nam is late he may have missed his usual train là nam muộn rồi và có thể là em ta đã lỡ cái chuyến tàu rồi Uh, tuyến chuyến tàu thường nhật của thường xuyên của anh ta rồi ha thì các bạn thấy là chúng ta cũng có là may have rồi đến là missed là động từ với pp và chúng ta có cách sử dụng tiếp theo là cái từ might cộng với lại have với pp thì cái này cũng diễn tạo một cái việc ở trong quá khứ tuy nhiên là nó khẳng định luôn là cái việc nó là đáng lẽ xảy ra nhưng mà thực tế nhìn nhận lại thì lại không vì đôi khi vì một vài lý do khách quan nào đó hoặc là may mắn hoặc là sau đó chẳng hạn ha nếu như các bạn dùng may thì nó sẽ diễn tạo cái sự hoài nghi sự phán đoán là mình mình đoán là không biết cái việc gì đó đã xảy ra hay chưa có thể nó đã xảy ra rồi còn sau đó mình cũng không quan tâm tới thực tại còn khi mà đã dùng mai thì mình lại nghiêng về cái tính thực tại hơn là à cái việc này trong quá khứ đáng lẽ nó đã xảy ra nhưng thực tế nhìn nhận lại thì nó lại không à, ví dụ như là các bạn kể lại cái chuyện ngày hôm qua chẳng hạn tự nhiên cái đợt lúc đó thấy trời nhiều mây đen mình nghĩ là đáng lẽ lúc đó là trời trời đã mưa rồi đó là vì mình thấy mưa rồi này, à, mây đen này kia đó Nhưng sau đó là tự, đột nhiên là có gió này kia thì nó thổi mây đi, nó không mưa nữa Thì nhìn nhận lại thì nó lại không mưa nữa ha Thì mình đang kể về một sự việc là đáng lẽ đã xảy ra trong quá khứ Nhưng thực tế thì, thì lại không Còn mây á, thì mây á thì diễn tả sự hoài nghi ha Mình đoán là có thể nó đã xảy ra Còn sau đó mình không cần biết là nó có hoặc là không Ha Visonuko like you shouldn't have run across the road without looking round. you might have been knocked down by the car. là bạn đã không đáng lẽ là không nên băng qua đường mà không có chịu nhìn quên vậy ờ, nếu không thì đã có thể bị xe tông rồi đó thì cái này là may sao là không bị tông thôi, ha đó đáng lẽ xảy ra nhưng thực tế lại không là chẳng qua may là không bị tông hay là hoặc là điều kiện khách quan là không có xe sau đó chẳng hạn ha thì các bạn thấy là dùng might rồi đến have rồi đến vpp pp thì cái động từ vpp pp là cột ba các bạn thấy là À, nó ở dạng khẳng định thôi còn trong câu này là người ta đang dùng dạng phủ định cho nên là các bạn thấy là pp ở đây chúng ta có binh rồi chính là not là đang câu bị động ha à, đó là nói chuyện thành Uh, chủ động thành câu bị động. Thì như vậy các bạn đã học xong được những cái ý nghĩa của cái động từ khiếm khuyết may hoặc là might rồi thì hy vọng các bạn có thể hiểu sâu hơn những cái động từ này. Tại nhiều khi mình cứ sử dụng với cái nghĩa là có thể làm cái gì đó thì nó mới chỉ có một nghĩa mà mình biết thôi. Chứ thực ra nếu mà đọc vào sâu hơn thì nó sẽ có thể được dùng ở nhiều hoàn cảnh và nhiều tình huống khác nhau. Rồi hy vọng các bạn có thể linh động sử dụng những cái động từ khiếm khuyết này sao cho thật là hay. Rồi chúc các bạn à, à, học tốt rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay.